Bố làm giang hồ. Đây là một câu chuyện có thật của người cha George Mason và cậu con trai 8 tuổi Gary Mason sống tại tiểu bang Kansas, Mỹ. Rất tiếc, chúng tôi phải thông báo cho gia đình một tin xấu. Tin xấu? Ôi, có chuyện gì vậy thưa bác sĩ? Bác sĩ, con trai của chúng tôi sao rồi? Gary, bé nhỏ của tôi thế nào rồi? Gary có một khối u ác tính ở trong não. Chúng tôi buộc phải tiến hành phẫu thuật não càng sớm càng tốt để giữ lại tính mạng cho cậu bé. Khối u ác tính? Phẫu thuật não? Không! Gary của tôi! Gary bé nhỏ của tôi! Vậy, tỷ lệ thành công của ca mổ là bao nhiêu? Ca mổ sẽ thành công chứ? Chúng tôi cầu xin các bác sĩ, hãy cứu lấy Gary bé nhỏ của tôi! Rất tiếc, tỷ lệ thành công chỉ là 50% thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất. Trời ơi, con tôi, con trai tôi. Không sao đâu, Garyon của chúng ta sẽ không sao đâu. Bác sĩ, thế nào rồi? Garyon con tôi. Con trai tôi sao rồi? Chúc mừng gia đình. Ca mổ đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi đã không phụ sự kỳ vọng của gia đình. Cảm ơn. Rất cảm ơn các bác sĩ. Chào buổi sáng, con trai. Hôm nay con muốn ăn gì nào? Thôi nào con trai, mọi việc tồi tệ đã qua hết rồi. Con hãy vui vẻ lên, và con sẽ vượt qua được mọi chuyện. Cố lên nào, chàng trai. Không, ba, con sẽ không thể nào vui vẻ nổi. Nếu như cái này vẫn còn, nó thật là xấu xí. Nó là nỗi ác mộng của con. Nó sẽ không bao giờ biến mất được. Có sao đâu con trai, bà thấy nó rất đẹp mà. Không, bà làm sao hiểu được cảm giác của con bây giờ. Con còn không dám ra khỏi nhà. Con nghĩ, nếu mọi người thấy được vết sẹo của con, họ sẽ chỉ trỏ, họ sẽ cười nhạo con. Con không muốn như vậy đâu. Không sao đâu con trai à. Sẽ không ai cười con cả. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Em à, Garyon có dấu hiệu bị trầm cảm. Thằng bé rất tự ti vì vết sẹo dài trên đầu mình. Tóc của thằng bé chưa thể mọc được do ảnh hưởng của đợt xạ trị kéo dài. Vì thế nên vết sẹo của nó không thể giấu đi được. Đã gần một năm trôi qua rồi từ khi ca mổ thành công, nhưng thằng bé vẫn chưa dám ra ngoài. Lúc điều trị trong viện cũng vậy, và bây giờ khi về nhà cũng vậy. Chúng ta phải làm gì đó để giúp con mình. Nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ? Tổn thương tâm lý của thằng bé là rất nghiêm trọng. Con trai. Ba. Ơ, tóc của ba đâu rồi? Ba đã cạo trọc rồi. Từ nay, đây là kiểu đầu mới của ba. Con nhìn đây nữa này, con trai. Ba, sao ba lại xăm cái hình vết sẹo khủng khiếp kia trên đầu của mình vậy? Ồ, không đâu. Đối với ba, hình xăm này rất đẹp và ý nghĩa đó. Vết sẹo này là minh chứng cho việc con trai bé nhỏ của ba đã dũng cảm đối mặt với bệnh tật và chiến thắng nó như thế nào. Ba muốn cho mọi người thấy, Gario bé nhỏ của ba đã lớn rồi. Từ nay, ba sẽ ở bên con, sẽ ra ngoài cùng với con. Con sẽ không phải tự ti, không phải lạc lõng với vết sẹo này nữa. Vì ba cũng có vết sẹo giống hệt như con vậy. Nếu mọi người muốn nhìn, họ sẽ nhìn cả hai ba con mình. Nếu như họ cười, ba con mình sẽ mặc kệ họ. Ba! Thế nào? Bây giờ con còn thấy kinh sợ vết sẹo này không? Còn thấy nó xấu xí không hả? Dạ không ạ. Tuyệt! Vậy thì ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi ra ngoài đường đi dạo nha. Dạ! Viên uống Omega 369 Royal cho trái tim bền bỉ, do mắt sáng tinh anh.
Royal, nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phật Ma. Món quà của ông già Noel. Cha, cây thông lớn thật. Chị Tám ơi, liệu ông già Noel có tặng quà cho con không hả dì? Tất nhiên rồi, nếu con là một đứa bé ngoan, ông già Noel sẽ tới tặng quà cho con. Hôm nay con có cuộc họp chắc sẽ về muộn, dì cho cô Minh ăn rồi đi ngủ trước nhé. Hôm nay Giáng sinh, mẹ đã hứa về sớm với con rồi cơ mà. Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ có cuộc họp đột xuất, ba sẽ về sớm với con được không nào con trai? Hôm nay anh cũng phải đi tiếp một đối tác quan trọng, không thể về sớm được đâu. Ba mẹ chẳng ai chịu giữ lời hứa cả. Ba mẹ xin lỗi, ba mẹ sẽ cố gắng về sớm nhất có thể và sẽ đền cho con một món quà thật to, được không nào? Thôi, ba mẹ phải đi ngay bây giờ, không muộn rồi. Con ở nhà với dì Tám ngoan nhé. Sếp ơi, sếp nhớ 10 phút nữa có buổi tiếp đoàn khách nước ngoài đấy ạ. Ừ, chị nhớ rồi. Nhiều việc quá, mà hôm nay là Giáng sinh, mình còn không có thời gian đi mua quà cho bé Minh nữa. Ừ, anh đi. Gì cơ? Đi mua quà cho con á? Không được đâu, anh đang bận bù đầu lên đi. Ừ, thôi được rồi, để anh mua. Cậu Toàn, vào tôi nhờ chút. Dạ, giám đốc gọi em ạ. Tôi có chút việc nhờ cậu, hôm nay là Giáng sinh, mà tôi thì chưa kịp mua quà cho con trai. Cậu giúp tôi ra ngoài mua quà cho thằng bé nhé. Dạ vâng, mua quà cho bé Minh phải không ạ? Không biết là bé thích quà gì anh nhỉ? Thằng bé thích đọc sách, cậu chọn sách thiếu nhi là được. Cậu mang đến cho thằng bé giúp tôi, vì tối nay tôi bận đi tiếp đối tác, sợ sẽ về muộn. Dạ vâng. Alo, cho hỏi đây có phải là dịch vụ chuyển phát quà ông già Noel không ạ? Vâng, bạn giúp mình chọn một vài cuốn sách làm quà rồi chuyển đến số 13 đường Bình Minh vào lúc 7 giờ tối nhé. Mình sẽ chuyển khoản thanh toán cho bạn. Thế là xong. Cháu là Nhật Minh phải không? Ông già Noel, cháu vừa mới viết thư cho ông xong, vậy mà ông đã xuất hiện rồi, thật kỳ diệu. Tất nhiên là ta phải đến rồi, vì cháu là một đứa trẻ ngoan, mà trẻ ngoan thì bao giờ cũng được nhận quà. Cháu cảm ơn ông. Chúc cháu Giáng sinh vui vẻ nhé. Là ông già Noel tới tặng quà cho con phải không nào? Dạ vâng, là quà của ông già Noel tặng con đấy ạ. Để xem ông già Noel tặng con quà gì nào. Là sách gì ạ? Dì Tám ơi, triết học là gì ạ? Hay con đi ngủ đi Minh. Không, con phải chờ bố mẹ về cơ. Tiếng ô tô của bố mẹ. Bố mẹ về rồi. Chúc Giáng sinh vui vẻ con trai. Con chào bố mẹ. Thế nào, con trai đã nhận được quà chưa? Là quà gì thế? Dạ, con nhận được quà của ông già Noel đấy ạ. Nhưng mà nó là sách gì ấy, con không hiểu. Bố mẹ chờ con một lát nhé. Gì thế này? Triết học phương Tây, trở thành người cha tốt. Chúc anh Hoàng một Giáng sinh an lành. Thế này là thế nào? Cậu Toàn à, tôi bảo cậu mua quà cho con trai tôi, mà sao cậu lại mua sách triết học với trở thành người cha tốt hả? Sao lại thế hả? Thôi chết, em thuê dịch vụ ông già Noel, chắc họ trao quà nhầm người rồi. Thật là phải gọi điện phản ánh ngay mới được. Bảo anh đi mua quà cho con thì anh lại đi nhờ người khác. Ai lại cho đứa trẻ 6 tuổi đọc toàn sách của người lớn bao giờ? Thì ai biết được cửa hàng người ta lại chuyển nhầm quà cơ chứ. Cũng tại cái cậu Toàn cơ. Trước khi trách cứ cậu Toàn, trách cứ cửa hàng, thì các con cũng phải xem lại mình đi. Sao lại... Dì biết các con bận, nhưng mà các con không thể dành một chút thời gian để đi chọn cho con mình một món quà được hay sao? Các con làm ba mẹ, nhưng các con chưa đặt tấm lòng mình vào đó. Sao dì lại nói như vậy? Chúng con đi làm tối ngày, cũng chỉ muốn kiếm tiền để lo cho cô Minh, để cho thằng bé có được những gì tốt đẹp nhất. Như vậy sao có thể gọi là không có tấm lòng chứ? Chúng con cũng rất lo cho thằng bé mà. Con có biết ước muốn của cô Minh vào đêm Giáng sinh là gì không? Đây là thư của thằng bé gửi đến ông già Noel nè.
gửi ông già Noel. Không biết Giáng sinh năm nay ông có tới thăm con không? Nếu ông muốn tặng cho con một món quà, thì năm nay con không muốn nhận quà gì cả. Con chỉ muốn có bố mẹ ở đây cùng con đón Giáng sinh. Giờ các con đã hiểu điều thằng bé cần là gì chưa? Thằng bé không cần món quà về vật chất, mà cần món quà về tinh thần. Đây là quà Giáng sinh con vẽ tặng ba mẹ. Chúc ba mẹ Giáng sinh vui vẻ. Ôi, cảm ơn ông già Noel bé nhỏ của ba mẹ. Cuối tuần này, cả nhà ta sẽ đi chơi vườn bách thú. Có ai phản đối không nào? Yeah, con đồng ý. Mẹ cũng đồng ý cả hai tay. Mèo mù vớ phải chuột nhắt. Tốc độ của anh chẳng cải thiện gì cả, lại còn nhát gan nữa chứ. Anh em nghe đây, con mèo mù rồi, giờ nhà bếp này là của chúng ta, chén thôi. Ôi không, cứ thế này thì chắc mình chết đói mất. Vậy đi mèo ù, anh nằm đây mà để lũ chuột phá tan nát khu bếp thế hả? Cút đi, tao không thèm chấp lũ chuột bẩn thỉu nhà ngươi. Anh có muốn hợp tác với tôi không? Tôi sẽ chỉ anh cách bắt chuột. Khi anh đuổi được lũ chuột, tôi sẽ có lại cuộc sống bình yên, để đôi bên cùng có lợi. Đùa ta hả? Sao ngươi lại muốn ta xử đồng bọn của ngươi? Anh không biết thôi, tôi thì thấp bé, chúng thì to béo, táo tợn. Chúng ăn đến không còn một thứ gì trong bếp. Tôi còn sợ chúng hơn cả anh nữa đấy. Được rồi, để xem ngươi làm được gì. Tôi biết anh sẽ không giết tôi đâu. Lũ chuột các ngươi vừa hôi hám, bẩn thỉu, lại còn suốt ngày trộm cắp. Đợi ta bắt chuột thành thục rồi, nhất định sẽ không để các ngươi lộng hành. Nếu là chuột, anh có cố gắng sạch sẽ, thơm tho khi mà những con chuột khác đều bẩn thỉu, hôi hám không? Và dù chết đói, anh cũng không đi ăn trộm đâu nhỉ? Tốt quá Liêu, ăn nhiều vào thì mới nhanh khỏe lại. Để ta vào lấy thêm đồ ăn. Từ nay ta sẽ chuẩn bị cho chú mày một suất ăn lớn hơn. Tôi sẽ chia cho cậu phần đồ ăn của tôi. Từ nay cậu đừng có đi ăn trộm nữa. Thật sao? Ăn đi. Giá như thế này mãi thì thích thật. Không phải quanh quẩn ở công rảnh hôi thối, cũng không phải rình rập trộm cướp đồ ăn, cứ sống vậy đi, có ai cấm cậu đâu. Chỉ là bố mẹ tôi, anh em họ hàng tôi, không ai sống như thế. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại kết bạn với một con mèo. Tôi sợ... Dù cậu là ai, thì cũng hãy làm mọi điều cậu thích. Đừng để như tôi, khi trở thành một con mèo vô dụng mới nhận ra điều đó. Mùi gì mà thơm thế nhỉ? Mình đã hứa với Leo rằng sẽ không trộm cắp nữa. Mình sẽ không làm cậu ấy thất vọng đâu. À! Có chuyện gì đấy chuột nhắt? Đáng đời con chuột, mày định ăn đồ của ông hả? Sao cậu vẫn chứng nào tật nấy thế? Tôi... không đâu, tin tôi đi. Tôi chỉ vô tình bị kẹt đuôi vào bẫy thôi. Cứu, cứu tôi với. Được rồi, đừng lo, tôi sẽ cứu cậu. Ta biết chú mày muốn gặm chết nó, nhưng con chuột bẩn thỉu này chỉ tổ làm chú mày mắc bệnh. Bình tĩnh nào mèo ngoan. Không, cứu tôi với. Cứu tôi với, Leo ơi. Đây rồi, đúng hướng này rồi. Xin lỗi nhé chuột nhắt. À... Leo, chú mày làm cái gì đây? Sổng mất con chuột rồi kia kìa. May quá. Được lắm Leo,
Ta chưa thấy con mèo mù nào bắt chuột giỏi như chú mày đấy. Giờ thì cậu đừng nói mình là mèo mù vô dụng nữa nha anh bạn. Cậu tuyệt hơn những gì cậu nghĩ đấy. Một con mèo mù có thể bắt được chuột, và một con chuột lại có thể làm bạn với mèo. Trên đời này đúng là không gì không thể. Phong lan tình yêu. Anh đã nhìn rõ chưa? Ơn trời, mắt anh đã lành lại. Anh lại được nhìn thấy gương mặt thân thương của em và các đồng đội. Bác sĩ và quân nhân tranh thủ tâm sự đi. Hai ngày nữa là trung đoàn phải di chuyển rồi. Nắng nóng ở đây làm em trông mệt mỏi quá. Em ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe. Giá mà mọi thứ cứ bình yên thế này anh nhỉ? Ngày đó sẽ sớm tới thôi em. Anh Tính, nhìn kìa, kìa có phải là lan rừng không anh? À, đúng rồi, đây là lan Đai Châu đó em. Giữa rừng sâu núi thẳm, lại có một nhánh hoa dại đẹp quá. Mùi thơm của nó ngọt ngào quá. Người rừng to quá. Nhanh lên em, bác sĩ mà ốm thì lấy ai chăm sóc các bệnh nhân? Cô sốt cao quá, hãy uống thuốc để sớm khỏi bệnh. Sốt rét rừng rất nguy hiểm. Cứ mặc tôi sống đi làm gì nữa? Cả gia đình tôi chẳng còn ai sống sót. Dù thế nào cô cũng phải gắng sống để còn cứu chữa người bệnh, và còn chờ anh Tính trở về nữa. Anh Tính đi rồi sao? Giữa lúc tôi đang ốm nặng, tin dữ của gia đình tôi vừa truyền đến. Sao? Anh Tính lo lắng lắm. Anh ấy đã túc trực suốt lúc cô hôn mê, nhưng cả trung đoàn của anh ấy phải lên đường. À, anh ấy nhờ tôi đưa cô cái này. Trung sĩ Tính gửi cho cô đấy. Mai à, anh biết lúc em cần, anh lại không thể ở bên. Em hãy cố gắng vượt qua nhé. Như nhánh lan rừng này, lá vẫn xanh, hoa vẫn thắm trên cành cháy khô. Ngày chúng ta đoàn tụ sẽ không còn xa. Hội chợ hoa xuân mời nghệ nhân tới tham dự. Anh Tính à, đã 20 năm nay, giò Đai Châu ngày nào chẳng chịu nở hoa, chỉ có lá xanh đơm trổ. Vậy mà xuân này, lan rừng lại nở ra thơm ngát, hoa đã tìm về, sao anh vẫn bạc tinh? Anh hãy cho phép em làm điều này, anh nhé. Ồ hồ, giò lan Đai Châu đẹp quá, còn thơm nữa. Lần đầu tiên tôi mới thấy loại lan rừng đẹp thế này. Giò Đai Châu này giá bao nhiêu ạ? Giò hoa này gắn liền với kỷ niệm của tôi. Tôi không bán. Đây là lần đầu giò lan ra hoa lại sau 20 năm chỉ trổ lá đó cậu. Dạ, ra là vậy. Ba cháu cũng mê phong lan lắm. Ông có một vườn lan mà vẫn không thỏa. Vậy sao cậu không nói ba cậu mang lan tới hội hoa? Tôi không muốn giữ vẻ đẹp và sức sống này cho riêng mình, nên đã mang hoa tới đây để mọi người cùng thưởng thức. Cha cháu sẽ không tới đâu. Ông luôn buồn bã, hoài niệm về một nhánh lan rừng ngày còn ở chiến trường. Mấy bữa nay, vết thương ở mắt tái phát, nhưng ông nhất định không chịu phẫu thuật. Vậy sao? Vâng, cháu hy vọng tìm thấy đúng loài hoa ông thương nhớ. Mai ra sẽ khiến ông lạc quan mà thay đổi quyết định. Hôm nay là ngày cuối cùng của hội hoa rồi, hay là... Chút nữa cậu cứ cầm giò hoa này về cho cha mình. Chừng nào mọi chuyện ổn thỏa, hãy mang trả tôi.
Được thế thì tốt quá. Cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Cô cho cháu xin địa chỉ. Chào cậu. Dạ chào cô. Cháu mang giò lan tới trả cô như đã hứa ạ. Đây là... Dạ, đây là ba Tính, ba nuôi của cháu đó ạ. Nhờ giò lan của cô, ba cháu đã đồng ý phẫu thuật mắt. Hôm nay, hai cha con cháu muốn tới cảm ơn cô. Anh Tính. Cô là giọng của Mai sao? Anh Tính, có phải vì những vết thương này mà anh trốn tránh em suốt 20 năm qua? Anh xin lỗi. Anh sợ sẽ là gánh nặng cho em. Anh thật là... Như nhánh lan rừng này, lá vẫn xanh, hoa vẫn thấm trên cành cháy khô. Ngày chúng ta đoàn tụ sẽ không còn xa. Nàng bò tót. Ngày xưa, ở một vùng núi nghèo, có hai bà cháu mồ côi nương tựa nhau sống. Trong một lần đi rừng, chàng trai mồ côi đã bẫy được một con bò tót to. Thưa bà con, khờ lú bắt được một con bò tót to mọng, cậu ấy mang về chia cho dân bản ta hết, chỉ nhận lại một phần đùi. Thay mặt dân bản, già ta lấy làm cảm tạ khờ lú lắm lắm. Hai bà cháu sau khi ăn hết phần thịt còn lại cái chân, họ đã không chặt nấu và vứt đi mà cẩn thận gác lên sàn bếp. Ai đã vào nhà mình thế nhỉ? Lại còn cơm nước sẵn sàng thế kia. Đừng ăn, nhớ là cơm của con ma thì sao? Vàng ơi, nhưng cái bụng đói quá không chịu được. Hay bà cháu ta cứ đánh liều ăn xem sao? Bà thấy chưa, nếu là cơm ma thì bà cháu ta đâu còn nguyên vẹn như thế này. Ừ, phải rồi. Lạ quá bà nhỉ. Bà ơi, chắc chắn có người vào giúp bà cháu ta. Ta chỉ sợ con ma thôi. Ăn của con ma rồi thì phải chết theo con ma thôi, cháu ơi. Hay là thế này đi bà. Bà ơi, việc nương rẫy đã xong, còn ít cây con chưa dọn hết. Bà ở nhà làm nốt, cháu phải sang bản bên xin ít muối và gạo nhé. Cháu đi nhanh chân rồi chóng về nhé. Cháu đi hai lần mặt trời dậy, hai lần mặt trời ngủ mới về. Ôi, hóa ra là một cô gái xinh đẹp ư? Cô ấy từ đâu đến? Bắt được kẻ xấu vào nhà ta rồi. Anh buông tôi ra, tôi là người trong nhà đấy mà. Ta có thù oán gì với cô mà cô toan bỏ thuốc độc giết bà cháu ta? Tôi là người trong nhà, anh không nhận ra sao? Cô đừng giấu quanh, cô ở đâu đến đây? Nếu cô nói dối thì tôi sẽ giết cô. Anh có của mà không biết của đấy. Tôi là cái chân bò tót, anh không ăn tôi nên tôi đến để trả ơn cho anh. Cô trả ơn tôi đến bao giờ? Tùy anh thôi. Ừ, thế thì cô làm vợ làm chồng với tôi nhé. Nhà tôi nghèo, cô có ưng không? Làm vợ làm chồng thì phải theo phép của vàng chứ. Tôi nghèo, bà tôi nghèo, bạc nén không có, nồi đồng, chiên nấm, chiên bằng cũng không có, lấy gì làm lễ cưới? Vàng cho ta làm vợ chồng thì một lễ nhỏ cũng thành. Anh nấu một nồi cơm, vắt đũa 8 nắm, luộc một quả trứng cắt ra làm 8 miếng để làm lễ. Lúc làm lễ, anh ngồi trong nhà, em ngồi ngoài sân. Nếu anh ném đúng vào tay em cả 8 nắm cơm, anh lại hứng đủ 8 miếng trứng em tung vào, tức là ý vàng thuận cho ta làm vợ làm chồng. Nếu bị rơi xuống đất, tức là vàng không cho, em sẽ xuống thang đi luôn. Chúng con xin cảm ơn vàng, cảm ơn trời đất đã cho chúng con thành vợ thành chồng. Từ đó họ hòa thuận sống bên nhau, chung sức làm được một rẫy lúa to. Người vợ hết sức siêng năng, chăm chỉ, gia đình vô cùng đầm ấm, hạnh phúc. Rồi đến một ngày,
Ơi Khơ Lú, ra mà xem, lũ bò tót đang phá hết nương ngô nhà anh rồi kìa. Thật không thể chịu nổi lũ bò này nữa rồi. Ta đã rình nhiều buổi mà chưa bắt được con nào. Anh ơi, sao anh nỡ bắn họ hàng nhà em? Thấy đàn bò ác lại nhận là bà con chú bác, nghĩa là sao? Nó phá hết ngô, lấy gì cho con ăn? Cây một gốc, nước một nguồn, có phải bà con em mới nhận chứ đâu có nhận hoàng. Anh không cho ăn thì ra đuổi đi. Đuổi được nó à? Nó thúc cho thủng ruột ra chứ. Ừ, bà con cô thì cô ra mời họ ra rẫy nhà tôi đi. Em ơi, lui lại, bò giết mất em với các con đấy. Em ơi, các con ơi. Không. Anh mồ côi Khơ Lú bỗng nhiên mất vợ, mất con. Càng ăn năn với cơn nóng giận của mình, anh khóc rống lên. Tiếng khóc u buồn của anh đến cây rừng nghe cũng rủ lá, chim chóc cũng ngừng tiếng hót. Viên uống Omega 369 Royan cho trái tim bền miễn, cho mắt sáng tinh anh. Royan nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sâm Phạt Ma. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.